xanh đó là những cái lưới của người ngư dân người ta thả nha các bạn. À, ta thả là tàu ghe có chạy thì phải né ra để không thôi là đứt lưới của người ta. À, những cái đèn xanh xanh trên mặt nước. Đây, đằng kia thì có một cái ghe đang đi câu tôm. Sương mù của giờ này nè các bạn. Cỏ lau. Ồ, các bạn thấy không? Sương mù quá nhiều luôn. Về miền Tây sông nước thì mình có người thân bạn bè gì đó thì nhà bạn nào có bè cá thì các bạn cố gắng liên hệ và mình xuống mình trải nghiệm thử một lần nha, đã lắm. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like và share ủng hộ mình nha, để mình làm thêm nhiều clip nữa cho các bạn xem. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, bye bye. Rồi đi vô.